Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái video nói phân tích về tình hình Bitcoin trong thời gian sắp tới ha, xem như thế nào. Hiện tại thì Bitcoin cũng đã giao dịch ở cái mức giá khoảng 16.100-200 đô ha. Ngày hôm nay thì nó vừa mới sập xuống thì cái này thì chúng ta cũng đã có một cái sự dự báo từ trước rồi đúng không ạ? Thì cái video trước cách đây mấy hôm, từ tuần trước khi mà Bitcoin còn đang ở cái khu vực mà ở đây khoảng 16.400 thì mình cũng cho rằng là nó không có lên được quá mạnh đâu. Và mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi. Nó không không nên long hay là không nên long đòn bẩy cao, rồi là không nên cho rằng đợt này nó sẽ tăng lên quá là mạnh. Lý do là sau cái nhịp thứ hai lên rất là mạnh rồi thì đến cái nhịp thứ ba của nó lên rất là yếu. Ha, cái nhịp thứ ba của nó lên đến đây thôi. Và nó cũng không có vượt được qua khỏi cái trend dài hạn này. Cái trend này thì mình không được kẻ được từ sớm đâu. Mình mới kẻ đây thôi. Sau khi nó chạm vào đây hai ba lần thì mình bắt đầu mới nhìn thấy nó có một cái trend này. Chứ nếu mà phát hiện ra cái trend này sớm ấy thì có lẽ là cũng đã sơ múi được một chút. Một lát nữa mình sẽ chia sẻ một mọi người là kể cái trend này ấy thì là nên để nó ở gì nhỉ? Ở cái dâu này hay là ở thân nến này, vân vân đó. Nhiều bạn sẽ có một lần mình nhìn thấy một vài bạn cũng thắc mắc về tại sao mình lại kẹt trên cái dâu nến. Các bạn cho là sai rồi, ok thì chúng ta sẽ nói cái vấn đề sau ha. Thì mình nhận định tiếp về Bitcoin thì mình thấy rằng là nó cũng đang ở cái khu vực mà mình cũng đã kẹt cái hỗ trợ trước đây. Trước đây thì cũng đã kẹt một cái hỗ trợ ở khu vực này, thì cũng là một cái nơi mà nó sẽ giữ được Bitcoin ở khu vực này. Lý do là nó cũng đã giữ đây một lần ha, nó giữ đây một lần. Đến cái thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể nói rằng là cái đà tăng của cái đợt này chấm dứt hoàn toàn. Bây giờ nó phải thủng qua hẳn cái khu vực này. Nó thủng hoàn. Nó khoảng dưới 16.000. Nó xuống dưới 16.000 thì bắt đầu là chúng ta mới cho rằng là cái đợt mà nó hồi lên một chút nữa này là nó đi đi hẳn. Thế bây giờ thì chưa chắc. Thế chứ lại. Thế từ cái đoạn này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm những cái lệnh short khi mà chạm cái trend xuống, hoặc là đoạn này thì thực sự là mình cũng không ăn được cái gì, không ăn được trong lúc đó mình đang đi làm, với lại mình không có à đâu, lúc đấy mình đang đi chơi không phải đi làm. Ngày hôm qua ha, không ăn được cái gì từ cái lệnh short ở đây. Hồi như hôm qua thì phải, không nhớ hôm qua hay hôm nay nữa nhỉ, 28 này. Hôm nay mình chiều hôm qua thì mình có nhìn thấy cái khu vực này thì mình thấy nó cũng khá là yếu, nhưng mình cũng không có làm được gì. Tại vì là qua đi chơi, với lại cũng không, nếu mà con ở nhà thì cũng không nhìn thấy được là một cái dấu hiệu gì của việc nó sẽ tụt sắp sắp mặt như thế này ha. Bởi vì là nó vẫn đang đi theo, nếu mà trong cái khoảng thời gian đó thì nó đi như thế này này, nó đi theo một cái hình gọi là đấy, một cái tích lũy như thế này thì không biết là nó sẽ phá theo cái hướng nào đó. Thế nên là cũng rất là hên xui. Lúc đó mà bay thì thậm chí là có thể dẫn đến bay hớ, short hớ, bởi vì là hoàn toàn nó có thể break lên trên đấy, trong khi nó đang ở một cái xu hướng tăng. Cái nêm như thế này thì hình như là nó có một cái gọi là gì nhỉ, đây mình cũng vừa mới search ra, mình thấy rằng nó có một cái mô hình cờ đuôi nheo. Thực ra là mình không có sử dụng những cái mô hình cờ này, nhưng mà thường các cái trader thì họ cũng rất là thích sử dụng cái mô hình này. Đó. Thì mọi người có thể thấy rằng là nếu mà nó đi từ bên dưới lên, thế cái này thì nó đi hoàn toàn ngược này, đi rất là ngược nhá. Nếu đi từ dưới lên, nó sẽ tạo đây, để đúng là đi từ từ dưới lên ha, từ dưới này lên, tạo ra một cái mô hình cờ. Thế nhưng mà xong đó lại break ngược lại. Lẽ ra nó phải break đi lên theo giống như cái mô hình này, đây đi lên này. Đấy, sideways này, xong đó là bật lên. Nhưng mà đây nó lại bật xuống. Thế đây thì thực sự là không phải là mô hình cờ. Vậy là mô hình thì thực ra là nó cũng không có chính xác đâu ha. Mô hình thì thường là nó hay xảy ra chứ không phải là 100%. Đánh cái gì cũng vậy à. Mô hình hay là trường phái, bất kỳ trường phái gì, MA rồi là đủ các loại trường phái, thì cái gì nó cũng không phải 100%. Nên mọi người cũng không nên gọi là quá là hâm mộ một trường phái nào đó, hay là quá thất vọng một trường phái nào đó. Cái nào nó cũng có thể ăn được, mà khi mà mình đánh đúng một cái thời điểm nào đó thì có thể ăn liên tiếp. Có những cái trường phái nó rất là chuẩn,
khi mà nó có rõ xu hướng, giống như khi đánh bằng MA chẳng hạn, MA 8934 này, đánh nếu mà xu hướng tăng hoặc giảm nó rõ ràng ấy thì đánh rất là ngon. Nhưng mà nếu mà nó cứ đi ngang như này, trong cái đoạn đi ngang này thì chết như ngả dạ. Đó, chết như ngả dạ. Thế có những cái trường phái thì lại chỉ đánh được sideways, ví dụ như đánh theo mô hình hay đánh theo những cái trường phái mà nó tạo ra những cái gì nhỉ, trend đấy, thì lại đánh rất là ngon trong những cái lúc đi ngang. Thế cho nên là mỗi một cái phương pháp đánh nó sẽ có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng ha. Rồi vừa nhìn thấy cái giống cờ đuôi nheo đấy mà lại không phải. Thế đoạn này thì chỉ có thể là ai mà nhìn được là nó break qua khỏi cái trend bên dưới này thì may ra là nhảy vào short, hoặc là nó tụt qua, chắc phải tụt qua dưới này, tụt qua khu vực khoảng 16.300 thì bắt đầu mới nhảy vào short. Short đấy thì cũng không ăn được mấy, thực sự là như vậy. Không ăn được mấy. Đoạn này thì mình chịu, mình không có một cái dự đoán gì để biết được là nó lên, nó xuống từ 16.600 mà nó xuống dưới dưới tận 16.000, thì như là nó có cái tin tức gì đó. Tin tức này thì nghe nói là từ một cái cá voi ETH ha. Đây, cá voi ETH chuyển 73.000 ETH sang Binance để làm cái gì thì chưa biết. Cảnh báo về áp lực bán Ether sau khi một con cá voi chuyển một lượng lớn tiền điện tử sang 73.000. Dã man nhỉ. Ether giao dịch chủ yếu cái gì đây? Zoe who remove nó mở trên Twitter để xem cho nó rõ ha. Tiếng ru ru là cái gì đây? Thì cái này sang tiếng Việt. Cá voi đã lấy đi 84.000 Ether, khoảng 101 triệu đô khỏi Curve 3. Curve 3 này là một cái nền tảng mà gì nhỉ? Một cái nền tảng market, một cái chợ, nhưng mà nó là chợ phi tập trung ha. Một cái sàn giao dịch phi tập trung. Ngày trước đang khỏi Curve 3 ngày trước đang chuyển ETH sang Binance. Anh ấy đã chuyển tổng cộng 73.000 ETH, 85 triệu sang Binance, để lại 13 triệu. Đấy, cẩn thận. Những cái người này người ta rất là để ý kỹ những cái di chuyển lớn từ các sàn nọ sàn kia, rất là nguy hiểm. Chuyển sang Binance thì rất có thể là để bán. Thế bây giờ nếu mà thằng này nó vượt được qua cái khu vực bên trên, khu vực bên trên thì nó lên, nó có thể lên tiếp, nó hồi lại lên. Hai là nó qua xuống cái khu vực dưới này thì nó sẽ tụt xuống lại cái khu vực hỗ trợ bên dưới. Mà nếu mà bây giờ nó tụt xuống dưới khu vực khoảng 16.000, nếu tụt xuống dưới 16.000 thì khả năng là đi bụi rất là cao, khả năng đi bụi luôn, nó xuống lại test lại cái khu vực đấy 15.600 500 gì đấy. Tại vì ấy, bây giờ ta đang có là cái này, cái khu vực này nó là một cái vùng quan trọng, cái đáy này nó là vùng quan trọng để tạo nên cái đỉnh gần nhất của chúng ta ở đây là 16.800. Thì cái này là cái khu vực đáy này để tạo nên cái đỉnh đó. Và nếu mà nó cái này, cái điểm mà hiện tại chúng ta đang tranh chấp ở khu vực 16.000 này nó bị thủng, nó bị thủng thì chứng tỏ là nó đã tạo ra cái đáy sau thấp hơn cái đáy trước rồi. Nó sẽ không đảm bảo được cái việc là thị trường nó có một cái đợt tăng nhẹ, như vậy là nó sẽ đi xuống tiếp. Hầu hết là ai cũng biết cái việc đó. Đó là lý thuyết Dow rất đơn giản, rất là cơ bản. Thế nên là chúng ta sẽ có cái việc đó là nó sẽ có thể tụt xuống. Nếu mà tụt xuống dưới 16.000 thì sẽ tụt xuống tiếp 15.500, 400, 500. Thậm chí là tạo ra cái đáy mới. Rồi. Thì có vẻ như là nó có thông tin gì đấy, cho nên là nó bị tụt. Ether thì sao? Ether thì tụt cũng khá là mạnh. Trong khi trước đó thì giữ giá tốt hơn là Bit. Mà khi có thông tin một cái thì tụt. Ether bây giờ ấy thì đã thể hiện rõ ràng một cái điều, đó là đang ở trong một cái giảm rồi. Bây giờ Ether có thể là short được luôn rồi. Có từ cái giá này vẫn được. Xem ha. Xem nào. Nó đi lên đến đây. Đây sẽ là một cái khu vực quan trọng tạo ra cái đáy gần nhất, tạo ra cái đỉnh gần nhất là khu vực này, là khu vực này. Và bây giờ thì nó cũng đang loanh quanh ở khu vực đó,
nhưng mà nó sâu hơn so với lại cái đáy này rồi. Ừ. Thì nó cũng đã phá vỡ được cái quy tắc là tăng giá rồi. Ừ. Tại sao nó vẫn còn nằm ở đây? Sao nó vẫn còn nằm ở đây nhỉ? Bây giờ chúng ta phải view một cái xu hướng giảm từ trên cái khu vực đỉnh này xuống. Nó đi xuống như thế này. Tạo một cái đỉnh ở đây. Đi xuống đây. Đó. Thì bây giờ ấy, nó hoàn toàn có thể một trong hai trường hợp, đó là nó đi lên cái khu vực này là 11.200 để nó test lại cái khu vực quan trọng ở đấy 11.000 1.190 đến 1.200, nó sẽ đi test lên cái khu vực này để xem là liệu cái lực xuống nó có đủ mạnh hay không. Nó sẽ không xuống luôn ở đây đâu ha, thường nó sẽ có một cái đợt quay lại những cái khu vực quan trọng trước đó, khu vực mà nó đã gọi là có nhiều người mua bán ở trước đó. Khi mà nó lên trên này đó, mà chúng ta không thấy cái lực nó đẩy lên khỏi 1.200 mạnh thì khả năng cao là nó sẽ đi xuống tiếp. Nó sẽ đi như thế này, lao xuống ha. Rồi thế mình sẽ đặt một cái cảnh báo ở đây đó, một cái cảnh báo ở đây, và khi nào mà nó đi qua khu vực này thì mình sẽ chú ý, mình sẽ chú ý tức có thể là sẽ có một cái lệnh short xuống từ đây. Hoặc là mình phải xem là nó đi ở trong khu vực này nó đi như thế nào. Nếu nó đi ở đây và nó có cái xu hướng là phá lên cái khu vực 1.200 này nhiều lần thì mình sẽ lo, để cho xem, bởi vì nó phá lên thì nó muốn là nó vượt lên ha, muốn vượt lên. Nhưng mà còn nếu mà nó lên đây nó rất là yếu ấy, thì sẽ tìm điểm để mua luôn, để short luôn quanh quanh khu vực này. Nếu bạn nào mà chỉ sử dụng Binance đấy thì có thể là dùng margin ha, mình cũng chia sẻ nhiều lần rồi. Dogecoin nữa, Dogecoin là khi mà Elon Musk chia sẻ về cái kế hoạch Twitter 2.0 thì Dot nó có lên, hôm qua có nhìn thấy nó lên. Thế thì cái con này cũng là một cái con trong cái kế hoạch mà mình sẽ mua trong những cái năm sắp tới. Trong năm sắp tới nó sẽ chiếm khoảng 5% trong tổng số cái số tiền mình sẽ đầu tư vào crypto. 5% cho những cái con rác rưởi như con Dogecoin với lại con Shiba rồi một số con khác nữa. Hiện tại mình cũng đang giữ một ít Dot, vẫn đang lời. Mua ở những cái lúc mà rất là thấp như này đấy, thì kiểu gì cũng lời à. Ồ, thế bây giờ lời mấy phần trăm đấy chứ hả? 10% không? Xem nào. Cái tầm này. Ồ, 25% ở đâu? Nếu mà lên đỉnh, còn bây giờ thì bao nhiêu? Còn bây giờ 10%. Mà mua ít à? Chả đem gì, chả phải lo lắng. Nhưng khi nào mà nó tăng 10 lần, 20 lần, 100 lần thì bắt đầu mới tính. 10 lần bây giờ là bao nhiêu? 0.0.1 đi, hay là 0.1. 10 lần lên 1 đô à? Bình thường ha. Đó là về một số cái đồng coin. Thế còn những cái đồng coin khác thì chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Near thì đang gặp cái vùng khó khăn ha. Near cũng gặp khó khăn. Loanh quanh ở khu vực này cũng đang cố gắng đẩy lên khỏi cái khu vực hỗ trợ, kháng cự 2 lần. Sau đó thất bại. Quay trở lại tiếp test cái đáy bên dưới. Mặt tích thì sao? Mặt tích thì vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc việc là sẽ có đáy ha. Mặt tích vẫn rất khỏe. Đợt này vẫn cứ đi lên loanh quanh ở khu vực này thôi. Mặt tích là một trong những cái con mà hồi khỏe nhất từ đáy ha. Một trong những cái con mà hồi khỏe nhất sau cái vụ gì nhỉ, Luna các thứ. X3 lên tận X3 trời. Trong vòng 144 ngày từ tháng 6, khoảng 7 tháng. À đâu? Bao nhiêu từ tháng 6 là 5 tháng chứ. Trời. 5 tháng mà X3, trời kinh khủng. Nếu mà bán được mua đỉnh, mua đáy bán đỉnh. Solana cũng sẽ là một con mà mình cũng sẽ mua trong cái đợt sắp tới. Trong cái mùa sau. Hiện tại thì cũng đang ở cái giá mà gọi là đáy của đáy rồi. Kệ thôi. Solana cũng vẫn là một con rất là tốt. San cũng vậy. Hầu hết là cái dãy này là mình sẽ mua hết này. Hầu hết. Hầu những như là những cái con mà nền tảng này
các thứ thì mình sẽ mua. Tuy nhiên là nó chỉ chiếm tất cả những cái con nền tảng rồi tốt tùng các thứ này ấy, thì nó chỉ nằm rơi vào khoảng 10 đến 20% tổng của chúng nó nhé, chỉ nằm ở 10 đến 20% trong trong toàn bộ cái kế hoạch đầu tư của mình thôi. Thế còn lại là ETH và BIT nó mới là hai cái con mà chiếm nhiều nhất, mỗi con phải đến 30-40% rồi. Những cái con khác thì 10 con thì mới ra được có 10%, 20% kiểu như vậy. Mình còn đang đang tìm tín hiệu để vào vàng. Có vẻ như là mình sẽ phải chờ thêm, chưa vào được. Chưa vào được. Con vàng này phải chờ thêm ha, để xem là liệu điều chỉnh ở đây nó đã ổn chưa. Nhìn thấy có vẻ như là cũng cũng đã dừng dừng giảm ở đây rồi đấy, nhưng mà không phải đâu. Để xem hai cái cây này là hai cái cây mà khả năng cao là sẽ xuống tiếp. Khả năng cao là sẽ xuống tiếp. Vàng cũng đi khá là bám chắc khi mà trong cái đà giảm này ấy. Xóa này đi ha. Thì vàng đi khá chắc vào cái đường MA89 là cái đường màu vàng mọi người nhìn thấy này. Nó chạm lên khá là nhiều lần, một lần hai lần. Lần này thì không có chạm lên. Và lần này cũng đều cũng gọi là dừng lại ở MA89. Thì khả năng cao là nó cũng sẽ phải về được đến MA thì nó mới vượt lên tiếp được. Hiện tại là MA34 nó còn chưa có ngoi lên khỏi MA89 trong cái khung này. Nên là nó chưa hình thành cái một cái gọi là tăng quá là đột biến đâu. Mà cái view vàng thì nó vẫn còn có thể lên được nữa. Lên được rất là cao nếu mà về cái target. Thế còn cái điểm vào thì mình chưa thấy ổn ở đây. Có lẽ là phải chờ xuống khoảng 1.700 tầm tầm đó thì bắt đầu mới tính tiếp. Nó sẽ có một cái hỗ trợ ở khu vực đó ha, 1.700. Nó sẽ có một cái hỗ trợ ở đây. Bắt đầu là tìm điểm để vào. Rồi ok, video ngày hôm nay thì chia sẻ với mọi người đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.